Bạn đang nghe từ Phonos Cái tôi được yêu thương Ra vậy, chúng ta đều tự yêu chính mình quá đổi Hiểu rõ muôn mặt của một tâm hồn vị kỷ khổ đau Vượt qua cái tôi vị kỷ để có một cái nhìn thực tế với cuộc đời và tìm thấy mục tiêu cuộc sống. Tác giả Wilhelm Stiko, nhà tâm thần học và bác sĩ trị liệu. Người dịch Lam Anh, một dịch giả của Upsi, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Bách Việt. Một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái xấu, cái ác trong mình, những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự ru mình bằng những lời hô hào suông hay bằng việc tìm đến trú ngụ trong những trò tiêu khiển giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi chốn nào đó đều không có tác dụng mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái xấu cái ác của con người bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình con người dần trở nên hùng mạnh hơn người ta chỉ có thể đẩy lùi bóng tối tâm cảm bằng ánh sáng của trí huệ của lý trí sáng suốt và hướng đến điều cao thượng chúng tôi sẽ cùng bạn đi con đường gian nan này chào mừng bạn đến với tủ sách tâm lý trị liệu của ibooks vài lời đến độc giả tác giả viết cho bản tiếng Anh nỗ lực trước nhất của tôi chính là lời giới thiệu bằng tiếng Anh này nói một cách hài hước tôi thật hạnh phúc khi khoác trên người bộ cánh dịch bằng thứ ngôn ngữ này nhiều năm qua tôi đã khao khát được nói chuyện với những độc giả người Anh và tôi thấy rất biết ơn rất biết ơn một vài người. Tôi tự hào nói rằng tôi đã vượt qua được hai đức tính hèn hạ nhất của con người. Đó là lòng đố kỵ và sự vong ơn. Tôi đã vượt qua được cả lòng đố kỵ của sự vong ơn lẫn sự vong ơn của lòng đố kỵ. Một trong những giáo viên tâm lý học đầu tiên và tốt nhất của tôi chính là một người anh, người thầy đáng kính của tôi, thầy Squinburne tác giả cuốn bản ballad của xứ sở thần tiên từng nói, không phải giọng lưỡi của con người hay thiên thần thốt lên đâu. Đó có thể là tiếng nói của anh. Mặt trời là thượng đế, còn tất cả các ngôi sao đều là thiên thần. Nói thêm, Anton Charles Swinburne, sinh năm 1837, mất năm 1909, là nhà thơ, nhà phê bình người Anh quay lại nội dung chính trong trường hợp các độc giả của tôi có thể không phải là người yêu mến swinburne tôi cũng sẽ đặt cho người một cái tên shakespeare ồ cái tên này thì bất tử rồi nhỉ các bạn có thể tìm thấy trong những tác phẩm của ông nhiều điều ẩn giấu về cái tôi được yêu thương ở đó bạn sẽ thấy những bí mật sâu kín về vô thức của nhân loại những bí mật chưa từng được khai phá chỉ có thể phỏng đoán ở đó bạn sẽ biết được bề cao lẫn chiều sâu biết đến ánh sáng rực rỡ và bóng tối đen cùng biết đến phẩm hạnh cùng những thứ nằm phía sau đến tội ác ẩn sâu bên trong và cả căn nguyên sinh ra nó nếu đúng là tất cả thiên tài của quốc gia hay tội phạm cũng vậy đều đại diện cho linh hồn tập thể của con người nơi ấy thì mỗi độc giả người anh cũng giống như có một shakespeare trong mình tôi hy vọng họ là những shakespeare như vậy thôi chứ không phải là một sinh viên quá khích tôi biết rằng nhiều độc giả người anh sẽ cười vào những lỗi sai và kiểu tiếng anh đức lẫn lộn mà tôi sử dụng nhưng tôi hy vọng họ sẽ cảm nhận được sự ấm áp lan truyền từ trái tim tôi đến nền văn hóa của họ và hiểu rằng tôi đang rất nỗ lực trở thành một tác giả đáng yêu, viết nên những tác phẩm đáng đọc bằng ngôn ngữ của họ. Bản dịch không phải là một tác phẩm sáng tạo mới. Mỗi cuốn sách dịch cũng giống như chiếc mạng che mặt của phụ nữ. Nó được kết hợp cùng chiếc váy lạ lùng cho một bữa tiệc hóa trang. Người ta nghĩ rằng bộ trang phục đẹp đẽ ấy có thể che lấp đi dáng người thật xấu xí bên trong. Còn tôi chỉ e rằng họ đang đánh mất giá trị và vẻ đẹp thật sự của mình song tôi hy vọng có một thứ sẽ vẹn nguyên không đổi và không thể phá hủy đó là chân lý bất diệt của sức mạnh trị liệu và cuối cùng không kém phần quan trọng đó là tình yêu thương ấm áp của tôi với con người và lòng cảm thông của cá nhân tôi trước những đau khổ con người đang phải chịu đựng trước những linh hồn đang bị quỷ dữ tra tấn, áp bức. Wilhelm Stiko Lời giới thiệu Phải mất một khoảng thời gian khá dài, chúng ta mới nhận ra rằng loạn thần kinh là căn bệnh bắt nguồn từ tâm lý. Một sự thay đổi tuyệt vời diễn ra, hầu hết các chuyên gia thần kinh đều trở thành bác sĩ tâm lý họ chú tâm đến những trải nghiệm và môi trường sống của bệnh nhân họ quan sát thái độ của anh ta với thế giới họ giúp cải sửa những quan điểm lệch lạc của anh ta và cố gắng kéo bệnh nhân ra khỏi những cơn mộng tưởng đem anh ta trở về với đời sống thực tại bác sĩ nhà tâm lý vì thế không những là nhà giáo dục cha xứ mà còn là người thầy bên cạnh mỗi chúng ta được công nhận như là một trong những người đầu tiên thấy và tìm ra những mối liên kết này thực sự là phần thưởng khiêm tốn cho tôi tôi đã khởi đầu như một nhà thám hiểm hoang dã vào thế giới tâm lý cho tới khi bắt gặp lý thuyết của freud chúng giống như cánh cửa mở ra trước mắt tôi một thế giới mới freud gọi phương pháp tìm hiểu về tâm lý của mình là phân tâm học ông coi trọng việc khám phá những ấn tượng thơ bé sâu thẳm liên quan đến bản chất của tính dục đã bị chôn vùi việc tiếp cận và đi sâu vào những cảm xúc bị dồn nén đó chính là cách chữa trị cho bệnh nhân tôi đã tiếp thu phần tốt nhất của những lý luận này từ đó sáng tạo ra một điều mới không phải tôi muốn làm mờ đi công trình tiên phong của người thầy vĩ đại của tôi chỉ bởi tôi biết rằng trên vai của một người khổng lồ gã lùng thậm chí cũng có thể nhìn xa hơn người khổng lồ đó số phận của mỗi học trò là vượt qua người thầy dạy nếu anh ta muốn trở thành bậc thầy của chính mình do vậy tôi coi phương pháp phân tâm học của freud giống như một bước đệm để hướng tới một liệu pháp tâm lý mới nhà trị liệu phải hiểu rõ bệnh nhân của mình nếu muốn giúp đỡ họ nhưng không phải theo những quan niệm những phương pháp cứng nhắc xác định từ trước đó sự nguy hiểm của mỗi ngành khoa học chính là thói quen mỗi tâm hồn mang theo một vấn đề của riêng mình và đó là nơi nhà trị liệu tâm lý cần giải quyết chúng ta cứ lầm tưởng rằng phân tâm học chỉ nhằm vào một vết thương đau đớn bắt nguồn từ tính dục kỳ thực nhà phân tâm học thực thụ không bao giờ hỏi ông ta chỉ lắng nghe bệnh nhân thú nhận về chính mình điều đó cho phép ông ta phát họa toàn diện hơn con người bệnh nhân chứ không chỉ bằng những câu hỏi về tính dục dễ gây nhầm lẫn chúng ta chắc chắn không đánh giá thấp tầm quan trọng của tính dục trong đời sống tinh thần của con người văn minh nhưng chúng ta cũng không nên quá đà bởi tính dục chỉ là một phần của dục năng dục năng là một trong những câu hỏi quan trọng và cuốn sách nhỏ này còn đề cập đến nhiều khía cạnh khác bên trong tâm lý một con người mỗi bệnh nhân loạn thần đều sống trong một thế giới thứ hai do mình tạo lập nhà trị liệu cần phải xâm nhập được vào thế giới ấy bởi nó nắm giữ quá khứ của anh ta nó tạo ra một hiện thực ảo cho anh ta và đưa anh ta vào những huyễn tưởng tương lai không có thật việc trị liệu giúp cho bệnh nhân thấy những mộng tưởng đấy hoàn toàn không hiện thực đồng thời giúp anh ta điều chỉnh thái độ của mình với môi trường xung quanh và hướng ra thế giới bên ngoài nhà trị liệu cũng phải trở thành một người định hướng của bệnh nhân phân tâm học thực ra chỉ là quá trình phân tán đập bỏ sau đó là tổng hòa và tái thiết lại đấy là phương pháp phân tích nhằm phá hủy những bức tường pháo đài cũ kỹ các thành trì ảm đạm hay tàn tích đổ nát của chứng loạn thần kinh những thứ này cần được thay thế bởi những ngôi nhà mới tràn ngập ánh sáng và là nơi cư ngụ an lành cho tâm hồn nhà trị liệu phải giúp bệnh nhân của mình tìm thấy mục tiêu của cuộc sống và có một cái nhìn thực tế với cuộc đời của họ trong bản phát họa dưới đây tôi đã rút ra một vài nghiên cứu nhỏ làm bằng chứng cho những nỗ lực của tôi trong việc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này chúng chứa đựng biết bao vấn đề cần phân tích, cũng là tổng hòa cho một quan niệm mới đanh thép về cuộc sống. Tôi hy vọng chúng sẽ được áp dụng để trị liệu cho sức khỏe tinh thần và giải phóng những tâm hồn đang khổ đau. Nhìn chung, trong đó đã diễn giải một cách rõ ràng. một Những khó khăn trong quá trình trị liệu 2. Những vấn đề phức tạp, mơ hồ từ một thế giới tâm lý kỳ quái những mộng tưởng đè nặng tâm hồn bệnh nhân. 3. Cách làm sao tháo gỡ được tất cả những điều này? 4. Và vai trò của nhà trị liệu. Thiết tưởng trong con người một nhà trị liệu phải chăng cần hội đủ một nhà tư tưởng, một nhà thơ và một bác sĩ? Hoặc nhà trị liệu phải đủ sức tạo ra một lời kêu gọi cao cả như của một cha xứ, một thủ lĩnh tinh thần? Cuốn sách nhỏ này đề cập đến tất cả những câu hỏi đó bằng cách đưa ra bản phát thảo cho nhiều vấn đề và thiết đặt một nền tảng cho chế độ dinh dưỡng của tâm hồn. Tôi đã sử dụng tựa đề ấy cho bản tiếng Đức bởi ở đó tôi có ý thiết lập một luận điểm suy ra từ chính trải nghiệm của mình. Nói thêm, tựa đề tiếng Đức của cuốn sách tạm dịch là Nguyên tắc cơ bản cho chế độ dinh dưỡng mới của tâm hồn quay lại nội dung chính tôi luôn mong muốn thể hiện suy nghĩ của mình theo một phong cách hấp dẫn tránh tình trạng khô khan của những người làm khoa học thời gian qua ngôn ngữ khoa học thực đã không thể tránh khỏi sự nhàm chán của nó đó là thực tế thường thấy cũng giống như bác sĩ khó có thể được chấp nhận mình như một nghệ sĩ và một nhà trị liệu tâm lý và như vậy phải chăng càng cần biểu hiện nhiều hơn những đức tính như thế nhỉ. Tuy nhiên, không phải bác sĩ nào cũng phù hợp với công việc trị liệu này. Từ phương pháp khác nhau của mỗi bác sĩ, lại có hàng tá những kết quả khác nhau. Song cuối cùng, chính bác sĩ, nhà trị liệu, chứ không phải phương pháp, sẽ là người chữa lành cho những tâm hồn tổn thương sâu sắc kia. Wilhelm Stekel, Viên Tháng 4 năm 1913. Chương 1. Cái tôi được yêu thương. Tôi ơi, đừng tự si chính mình. chúng ta đều tự yêu chính mình quá đỗi có một câu chuyện cổ tích xa xưa vô cùng ý nghĩa chuyện kể rằng một vị vua hoang tưởng tuyên bố với mọi người ông ta sẽ chỉ cho phép con gái mình kết hôn với người nào có thể chứng minh được anh ta là người hoang tưởng nhất ai làm được điều đó đức vua sẽ cho phép người đó kế thừa vương quốc của mình vị vua nọ cho đặt một tấm gương lớn và quan sát những người đi ngang qua nó tất cả mọi người đều cố gắng xuất hiện trước tấm gương trong bộ dạng quyến rũ nhất đặc biệt là những người đến cầu hôn để tự trấn an mình rằng chắc chắn vẻ ngoài của mình đã ổn vị vua già nhìn cảnh đó dường như bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một người đáp ứng được mong ước của mình, thì bất chợt có một gã đàn ông trông có vẻ bình thường xuất hiện. Anh ta đi qua tấm gương mà chẳng hề quan tâm hay chú ý đến nó. Rồi rất đỗi ngạc nhiên, đức vua công bố anh ta là người kế vị ngai vàng. Người đàn ông may mắn ấy là một nhà thơ. Anh ta đang mãi mê với suy nghĩ về một trong những bài thơ của mình sau đó anh ta cưới công chúa và kế vị ngai vàng chỉ bằng bản nhạc lặng im của mình quá nhiều tầng nghĩa trong một câu chuyện cổ xưa các vị vua trong những câu chuyện cổ tích dường như thường có khả năng thấu hiểu con người nhà thơ của chúng ta thậm chí còn không trông thấy tấm gương có lẽ nếu anh ta nhìn thấy nó anh ta sẽ chẳng thể bất cẩn đi qua nó như thế hoặc có lẽ anh ta chú ý đến tấm gương mà vẫn cố tình lờ nó đi thế thì chẳng phải anh ta chỉ là kẻ rỗng tuếch hay sao còn nếu không thì chỉ có thể nói anh ta không nhìn thấy tấm gương thực bởi anh ta chỉ nhìn thấy bản thân phản chiếu trong tấm gương tâm hồn mình điều này thật sự còn kinh khủng hơn việc nhìn thấy hình ảnh mình qua tấm gương thực ngoài kia và đấy là điều mà con người bình thường không thể chịu đựng được soi chiếu mình trong chính mình. Đôi khi những điều một nghệ sĩ biểu hiện chỉ là giả vờ, song đấy cũng là người luôn ngạc nhiên trước sự huyễn hoặc về cái tôi của mình. Anh ta tự huyễn, đồng thời không ngừng thản thốt về sự tự huyễn của con người. Sáng tạo của anh ta không chỉ là kết quả của sự hảo huyền. Khi anh ta cố gắng áp đặt cái tôi của mình lên những người khác, không một nhà thơ nào lại chỉ viết cho chính mình. Anh ta viết cho sự hảo huyền của tất thảy con người. Cái gọi là sự tự kiêu ấy sẽ biến mất nếu không có một tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính nó. Nghĩa là chúng ta luôn cần một tấm gương, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để soi chiếu chính mình. Chúng ta tô điểm cho bản thân để làm đẹp lòng người khác người khác đồng thời lại chính là tấm gương khiến ta thêm phần huyễn hoặc về bản thân mình sự huyễn hoặc cần một bản hòa âm để phô diễn chính nó sự kiêu ngạo đấy chẳng qua là một biểu hiện của lòng tự ái nó luôn khao khát được người khác tán dương và cảm kích chúng ta muốn được người khác ngưỡng mộ chỉ để thỏa mãn cảm giác đề cao bản thân chúng ta nhiều hơn mà thôi lời rằng hãy yêu quý những người hàng xóm như yêu quý chính mình quả là những mỹ từ tuyệt vời và cũng xa vời nữa nếu không tự huyễn hoặc mình thì liệu có ai tin người chết có thể sánh ngang với thần thánh chúng ta gần như không có khả năng nhận thức về sức mạnh của sự ích kỷ chúng ta cũng không thể nắm bắt được quyền năng ấy bởi sự phán xét trong ta đã che mờ sức ảnh hưởng của chính mình. Sức mạnh đấy ẩn mình khéo léo trong thế giới và trong cái tôi của mỗi người. Chúng ta đều có xu hướng yêu bản thân mình hơn người khác, thậm chí hơn rất nhiều. Nói tóm lại, chúng ta thấy đều tự si chính mình. Chắc hẳn chúng ta đều từng nghe một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp kể về chàng trai tên là narcissus con trai của thần sông cephisus và nữ thần liriope chàng được thần apollo yêu mến vì vẻ đẹp hoàn hảo một lần chàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu bản thân chàng đau khổ tự lao mình xuống sông bởi tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại ở thế giới bên kia narcissus vẫn không thôi ngắm nhìn mình dưới làn nước của sông mê -Stick. các bác sĩ tâm thần hiện đại mô tả sự yêu mình cực đoan ấy là hội chứng tự si tiến trình phát triển của tự si liên hoàn kéo dài từ trạng thái bình thường đến triệu chứng bệnh lý và thật khó để rạch ròi đâu là điểm chấm dứt trạng thái bình thường còn đâu là điểm khởi đầu của bệnh lý chúng ta đều là những kẻ tự say mê bản thân chúng ta coi cái tôi của mình là trung tâm của vũ trụ mọi thứ xung quanh ta chỉ quan trọng với ta khi nó được những tia sáng của cái tôi bên trong chiếu rọi giai đoạn đầu tiên của cuộc đời con người là thời điểm mà tính tự si nổi lên mạnh mẽ nhất đứa trẻ thực ra rất ích kỷ chúng chỉ yêu mến những người quản thúc chúng chúng dần trưởng thành trong tình yêu từ chủ nghĩa vị kỷ trở thành người tôn thờ sự vị tha những người đi theo chủ nghĩa vị kỷ nói rằng anh ta phải yêu người này người kia bởi họ tốt với anh ta dạng như vậy ở giai đoạn đầu này đứa trẻ luôn cảm thấy bản thân nó là trung tâm của vũ trụ trí tưởng tượng là thứ giúp nó chinh phục được vương quốc bao la ở đó nó là người cai trị và có trong tay quyền hành vô biên cái tôi bên trong đứa trẻ nhanh chóng bị thổi phồng lên bởi sự kỳ vọng mù quáng của các bậc cha mẹ đứa trẻ được rót vào tai hàng nghìn lần rằng chúng xinh đẹp dễ thương làm sao quyến rũ và mê hoặc thế nào chúng buộc phải tin vào điều đó cũng như chúng vốn được dạy để chấp hành mệnh lệnh của cha mẹ cách giáo dục này chứa đựng mối nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng của những nhà giáo dục tâm trí con trẻ ban đầu luôn tập trung vào chính cái tôi bên trong nó cái tôi mỏng manh ấy dễ dàng vỡ vụn khi những hình ảnh đẹp đẽ về vương quốc trong ảo tưởng kia tan biến những mộng mơ thanh xuân trở thành cuộc khủng hoảng khi va đập với hiện thực cuộc sống đây là nguyên nhân chính khiến giới trẻ tự tử mức độ tự si khác nhau quyết định cuộc khủng hoảng thành niên này nặng nhẹ khác nhau ở mỗi người thậm chí có người còn không để lộ sự tự si ra bên ngoài anh ta ngấm ngầm tôn thờ cái tôi vị thần bí mật ấy sâu bên trong mình nhưng cuối cùng thật khó để giữ kín nó mỗi hiện tượng của đời sống mỗi điều anh ta biểu hiện theo một cách nào đó đều tiết lộ một bí mật ẩn sâu bên trong nỗi tự si mê chính mình hóa ra thế giới bên ngoài chỉ là một hình ảnh phản chiếu đời sống bên trong của con người và chúng ta chỉ nhận thức được những gì mà cái tôi trong ta chạm tới tình yêu cuồng nhiệt hay chỉ là một mặt khác của sự tự si có một ví dụ rõ ràng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hội chứng tự si này hãy bắt đầu với cái gọi là tình yêu liệu có phải là sai lầm hay không khi một người rơi vào lưới tình đến mức vứt bỏ cả cuộc sống của mình nếu không có được tình yêu này trong tình yêu đó có sự tự si hay không có chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hay không thực ra đây là một dẫn chứng hay để nghiên cứu về điều kiện cấu thành nên một tình yêu hãy hiểu rằng chúng ta quen biết và nhiệt thành với một người bởi người đó có quan điểm giống như mình chúng ta hợp nhau điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta nhìn thấy mình trong người kia cũng giống như khi xem một vở kịch trong nhà hát ta dễ dàng bắt gặp quan điểm của ta ở đâu đó bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trong con mắt của ta một tứ thơ khơi gợi xúc cảm của ta. Và nàng thơ ấy khiến chúng ta, những cá thể mang trong mình đặc điểm riêng biệt, được xoa dịu. Có người thường ngạc nhiên khi bắt gặp một đôi vợ chồng già trông có vẻ giống nhau. Người ta nói đó là sự thích ứng hay sự ảnh hưởng của môi trường là hệ quả của sự tiếp xúc liên tục dài lâu giữa hai người. Với tình yêu xét đánh Tôi tin rằng đó chỉ đơn thuần là sự tự si. Chúng ta nhìn thấy một người như thể đó là người mà ta mong ước trở thành. Một nhà thơ đã viết về điều này như sau. Cái gì là của anh? Điều gì thuộc về tôi? Chẳng phải nỗi buồn đau hay niềm vui thú đâu. Phải chăng ấy là mỗi hạt mầm nơi anh đang nhú dần trong trái tim tôi? nguyên bản bằng tiếng đức bản dịch tiếng anh của bt thoát smith tự si chính là quyền năng cổ xưa kéo hai người xa lạ lại gần nhau và trở thành người yêu của nhau dựa trên cơ chế tự si mê đắm bản thân mình chúng ta hoàn toàn có thể làm cho đôi nam nữ yêu nhau sau một quá trình gieo những hạt mầm trong họ hãy tưởng tượng chúng ta sẽ có cách khiến max và en yêu nhau đầu tiên ta nói với en rằng max mê mẩn cô ấy đến phát điên điều đấy tạo nên một ấn tượng trong lòng en rồi chúng ta kể cho max cùng một câu chuyện rằng en nghĩ anh ta là người lịch thiệp nhất trong tất cả những người đàn ông cô ấy từng gặp thế rồi khi gặp nhau lần tới đây cả hai bọn họ đều nỗ lực thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của bản thân cho đối phương thấy chẳng mấy chốc cả hai đều xuất sinh một niềm đam mê mãnh liệt với đối phương động lực của niềm đam mê mãnh liệt ấy chính là cái tôi lòng yêu chính mình nó biến thành cái chúng ta gọi là tình yêu qua một quá trình như sau một sự tự si khúc xạ qua ánh mắt si tình của kẻ khác sẽ bùng lên thành những cảm xúc mạnh mẽ hai những cảm xúc mạnh mẽ đấy biến thành hành động, thành tình yêu hướng đến đối tượng. 3. Vì đối tượng ấy mang trong mình sự ngưỡng mộ với cái tôi kia. Đối tượng yêu đương của chúng ta hóa ra được mạ bên ngoài bằng những tia sáng rực rỡ tỏa ra từ cái tôi của chính chúng ta. Cái tôi tự si này phóng đi những tia sáng kia, chỉ hồng mang về cho chính mình một vần hào quang còn rực rỡ hơn chúng ta có thể hiểu tại sao con người ngồi hàng giờ trước gương và nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình chúng ta là tình nhân của chính mình và không bao giờ có thể rời mắt khỏi bản thân vài người trong chúng ta có khuynh hướng trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh hay họa sĩ bởi khao khát được nhìn thấy mình trong những cảnh huống khác nhau của cuộc đời nói đúng ra là mong muốn cái tôi của mình hiện diện khắp mọi nơi giống như chàng thi sĩ trong câu chuyện cổ tích kia bạn còn nhớ anh chàng ấy chứ mãi chìm đắm trong sự huyễn hoặc và ngắm nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương tâm hồn mình chúng ta quan sát và suy ngẫm về chính mình và chỉ biết có vậy hay nói cách khác chúng ta chỉ biết có mình nghịch lý là càng chỉ biết tới mình chúng ta càng không bao giờ có thể thực sự hiểu thấu bản thân chúng ta chỉ đang cố kiếm tìm sự thấu hiểu và đồng cảm từ người khác mà thôi vậy chúng ta có thể tìm thấy điều ấy ở đâu chẳng ở đâu cả mỗi con người mới mỗi mối quan hệ mới mà chúng ta tìm đến bằng nỗi tự si chỉ mang lại một sự thất vọng mới không hơn don juan thực ra cũng chỉ là kẻ đang tìm kiếm chính mình mỗi cuộc chinh phục mới của anh ta đều nhằm thỏa mãn niềm tin vào sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của bản thân đó là niềm tin của rất nhiều người nó chi phối và dẫn chúng ta đến cách cư xử lạ lùng bất cứ ai muốn nhìn thấy bản thân mình đều sẽ chỉ tìm đến những người khiến họ thực sự cảm thấy hạnh phúc bởi họ có thể biểu hiện khoe mẽ bản thân mình hàng giờ trước những người đó nói thêm don juan bắt nguồn từ một câu chuyện có thật một thanh niên người tây ban nha quyến rũ một cô gái trong tu viện sau đó ruồng bỏ cô ấy nói đến don juan hay ở ta là sở khanh là để ám chỉ những người đàn ông lăng nhăng hai mặt của cái tôi hoang tưởng tự đại và nhút nhát tự ti sự quá đà của cái tôi dẫn đến một khía cạnh không may khác qua những thất vọng và vụn vỡ của đời sống hay những nguyên nhân vật lý khác sự tự si sẽ thay đổi theo hướng ngược lại bởi mọi sự sống đều xuất sinh hai dạng thức đồng thời quy luật lưỡng cực một nếu những tia sáng của cái tôi có thể phóng đại chính cái tôi đó và làm mờ đi các sinh mệnh xung quanh biến thành chứng hoang tưởng tự đại Hai. Thì chúng cũng có khả năng phóng đại mọi thứ bên ngoài và làm giảm đi sự phát tác của cái tôi bên trong, đó là những người mang trong mình sự e ngại, tính tự ti. Những người tự ti không thực sự tin tưởng vào bản thân trước bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào. Họ không thể ra lệnh cho chính mình. Họ chỉ có thể hạnh phúc nếu người khác quan tâm, làm việc, tổ chức hay chỉ huy mình dù chẳng nhận được sự giúp đỡ gì từ những người đó cả. Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta không bao giờ có thể làm hài lòng người khác. Tôi chẳng dám, chẳng dám tin, dầu mộng tượng ấy làm tôi vui sướng. Rằng làm sao anh có thể chọn tôi, một đứa trẻ nghèo nàn vô hình, giữa muôn vàng thiếu nữ đẹp xinh. Với những người tự ti, Mọi thứ ta làm cho bản thân mình dường như không đáng để tâm đến. Ta cứ mãi choáng ngợp trước những thứ người khác làm cho mình. Trong khi đó, chứng hoang tưởng tự đại ẩn nấp bên trong mỗi chúng ta và phát tác ra cùng với sự ganh ghét, đố kỵ. Thấy chúng ta ai chẳng khát khao chạm tới sự vĩ đại. Ai chẳng mang trong mình ước mơ, hoài vọng. Đó là chỗ cho chứng hoang tưởng phát tác ta ước rằng mình có thể bay bổng và tự hào về mình trước những ánh mắt chăm chú long lanh phía dưới kia, rằng ta có thể làm nên những điều tuyệt vời, làm cả thế giới phải ngưỡng mộ. Từ trong sâu thẳm, chúng ta luôn cảm thấy mình bé nhỏ và mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ trở nên lớn lao. Bạn biết đấy, các văn nghệ sĩ đều hướng đến một lối thoát và gấp rút giải phóng ra bên ngoài tất cả những cảm xúc từ cái tôi của anh ta qua sáng tác tác phẩm đối với anh ta trước hết chính là một con đường xả thoát những cảm xúc bị dồn nén anh ta hẳn phải có một hình ảnh tinh thần bên trong cho mỗi mộng cảnh thảy linh hồn đẹp đẽ chốn thiên đàng hay ma quỷ của địa ngục đều đang vật lộn bên trong lồng ngực của anh người văn sĩ ấy đó hẳn là nơi cất giấu lòng yêu thương mãnh liệt lẫn những cảm xúc căm ghét dữ dội đó là một phần của cái tôi bên trong anh là những thứ anh yêu thương lẫn căm ghét khát khao thường trực trong con người mong muốn được đồng cảm tất thảy cả thế gian đều là sự hiện diện của những cái tôi ta khó chịu với một kẻ biếm nhạo những tính cách xấu của mình và cho rằng kẻ đó không biết cảm thông ta ghét tất cả những kẻ sao chép một phần khó chịu trong tâm hồn mình quy luật này không chỉ đúng với mỗi cá nhân mà với cả một cộng đồng rộng lớn căn nguyên của quy luật này đã tồn tại từ rất lâu đời tại sao người mỹ ghét người da đen hãy thử suy ngẫm một cách tỉ mỉ về sự sụp đổ của nhân tố cấu thành nên dân số mỹ ngày nay đó là những kẻ phạm tội những kẻ lan bạc kẻ vô trách nhiệm kẻ trôi giạt trong cuộc đời những người tâm thần đây thường là những đối tượng có bản năng phạm tội mạnh mẽ nhất những bản năng này bị kìm nén một người ý thức cao về tiêu chuẩn đạo đức hay phẩm giá sẽ là người có những cảm xúc thực tế đối nghịch hẳn với những ý nghĩ bên trong, sự kiềm nén xảy ra trước khi những bản năng kia kịp phát tác ra bên ngoài. Người Mỹ không giải phóng bản thân khỏi bản năng độc ác bên trong mình như cách con người làm thời cổ. Họ để chúng dâng trào mạnh mẽ trong lòng ngực mình, trấn áp cả sự hướng nội của chính mình. Con người hiện đại nói chung đều phát tác những điều khó chịu ra bên ngoài theo cách đó. Tóm lại những bất mãn trong chúng ta tìm nơi trú ngụ từ đó ta phóng chiếu chúng lên những người khác trong mắt người mỹ da trắng người da đen giống như một bộ phận dân số đại diện cho những cái xấu cái ác thế nên họ căm ghét người da đen và khinh thường những người ấy bởi chăng qua tải thể là người da đen họ nhìn thấy mặt trái của tâm hồn mình đang hiện hình và đi lại trước mắt họ đó là phần tối tâm mà chính họ muốn che giấu, muốn phủ nhận hay để nó sang người khác. Ta cũng có thể phát hiện ra động cơ tương tự trong chủ nghĩa bài trừ người Do Thái. Con người tất thảy đều tham tiền và mong ngóng một ngày được trở nên giàu có. Chúng ta bộc lộ ra bên ngoài là những nhà lý tưởng và phán xét những thương buôn theo tiêu chuẩn đạo đức chúng ta muốn vượt lên chính mình leo lên những đỉnh cao danh vọng nhưng ta chỉ có thể làm điều đó khi cắt lìa những điều xấu ác không thể chấp nhận nổi khỏi mình và chuyển nó sang cho người khác một cách rất tự huyễn nếu không có một tải thể một vật tế thần như thế thì chúng ta không thể chịu đựng mà sống tiếp được theo nghĩa đó người do thái chính là vật tế thần của chúng ta những kẻ tham lam luôn tỏ ra đạo đức một người sở dĩ khao khát đạt đến sự cao thượng trong tâm hồn cũng chỉ vì muốn biến mình trở thành vật tế cho chính mình chúng ta căm ghét tất cả thế gian chỉ bởi họ đại diện cho một phần của cái tôi trong ta phần xấu phần ác phần bị kìm nén và không muốn thừa nhận chúng ta đều tự huyễn hoặc mình và có thể thấy tầm quan trọng của sự tự huyễn ấy đối với cái tôi. Không ai là không có phần này bên trong mình. Hay ít nhất, trong mỗi chúng ta luôn có một phần tự hào về bản thân. Dù trên thực tế chúng ta chưa đến mức hảo huyền. Quay trở lại, chàng thi sĩ trong câu chuyện cổ tích kia không hành động như những người trước đó. Phải chăng chỉ để thể hiện rằng anh ta là cá thể duy nhất khác biệt. Cũng có thể lắm chứ. Đó là bí mật tuyệt vời từ sự phóng tác của cái tôi. Thế đấy, mỗi người chúng ta đều tạo nên một thế giới cho chính mình. Đó là thế giới của riêng chúng ta. Thế giới mà chúng ta rất đổi tự hào. Thế giới ấy ngự trị trong sâu thẳm linh hồn chúng ta và không gì sánh được. Ai chẳng âm thầm nghĩ rằng mình là người duy nhất sống sót sau trận hủy diệt thế giới dù chỉ là trong mơ tôi chỉ muốn nói giá con người biết rằng mình luôn là duy nhất theo nghĩa chúng ta thực sự đáng trân quý chỉ vì bản thân chúng ta thôi chứ chẳng vì điều gì khác còn lại những thứ chúng ta cố gắng phô diễn ra bên ngoài thực chất chỉ là sự phóng tác của cái tôi bên trong mình khi đang tranh đấu với những cái tôi khác chừng nào còn tranh đấu chừng đó nội tâm chúng ta còn hỗn loạn không ngừng hãy cảnh giác với mong cầu được người khác đồng cảm bởi mong cầu đấy cũng chỉ nảy sinh từ tâm tranh đấu của cái tôi ích kỷ tự mãn đấy thôi tóm tắt chương một Thứ nhất, chúng ta đều là những kẻ tự si bản thân. Chúng ta coi cái tôi của mình là trung tâm của vũ trụ. Mọi thứ xung quanh chỉ quan trọng với ta khi nó được những tia sáng của cái tôi bên trong chiếu rọi. Chúng ta đều tự huyễn hoặc mình và tạo nên một thế giới riêng. Thế giới ấy ngự trị trong sâu thẳm linh hồn và không có gì so sánh được. Thứ hai, cái mà chúng ta gọi là tình yêu được tô vẽ nên từ lòng yêu chính mình. Đối tượng mà chúng ta yêu đương lại là người mà ta mong ước trở thành. Thứ ba, sự quá đà của cái tôi dẫn đến một khía cạnh không mây khác. Qua những thất vọng và vụn vỡ của đời sống hay những nguyên nhân vật lý khác, tự si sẽ biến thành hai chiều hướng tiêu cực. Hoặc cái tôi phóng đại chính nó biến thành chứng hoang tưởng tự đại hoặc cái tôi phóng đại mọi thứ bên ngoài và làm giảm đi sự phát tác của nó chuyển thành tự ti thứ tư chứng hoang tưởng tự đại ẩn nấp bên trong mỗi người và phát tác ra ngoài cùng với sự ganh ghét đố kỵ thứ năm chúng ta muốn vượt lên chính mình leo lên những đỉnh cao danh vọng, chúng ta phủ nhận và khó chịu với phần xấu ác bên trong mình. Thế nên, hoặc là chúng ta muốn chia tách những điều xấu ác không thể chấp nhận nổi khỏi mình và đẩy chúng sang người khác, một tải thể, một vật tế thần. Hoặc là chúng ta khát khao đạt đến sự cao thượng của tâm hồn để biến mình trở thành vật tế cho chính mình. Ta ghét tất cả thế gian bởi nó phản chiếu một phần cái tôi trong ta, phần xấu, phần ác, phần bị kìm nén và không muốn thừa nhận. Thứ sáu, những thứ chúng ta cố gắng phô diễn ra bên ngoài thực chất chỉ là sự phóng tác của cái tôi bên trong mình khi đang tranh đấu với những cái tôi khác. Thế nên nội tâm chúng ta hỗn loạn không ngừng. bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.